Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên thành phố Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Đến dự tuyên dương, chúc mừng và trao thưởng có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Thể thao Đà Nẵng đóng góp 7 huấn luyện viên, 28 vận động viên. Bằng sự nỗ lực phấn đấu trong tập luyện, quyết tâm cao thi đấu trong kỳ SEA Games ở nước nhà, vận động viên Đà Nẵng giành được 14 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, có 5 vận động viên phá kỷ lục SEA Games. Đây cũng là thành tích tốt nhất của thể thao Đà Nẵng đóng góp cho thể thao nước nhà tại SEA Games từ trước tới nay, là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện về cơ chế chính sách chuyên môn, chế độ đãi ngộ vận động viên thành tích cao của Đà Nẵng. Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các vận động viên Đà Nẵng tại SEA Games 31, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 21 vận động viên và 19 huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện. Thành phố cũng tặng thưởng 22.500.000 đồng cho mỗi huy chương vàng, 12.500.000 đồng cho mỗi huy chương bạc và 10.000.000 đồng cho mỗi huy chương đồng. Lãnh đạo thành phố chúc mừng và mong muốn vận động viên, huấn luyện viên của Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực cải thiện thành tích chuyên môn, đạt được những thành tích mới, mang vinh quang, niềm tự hào về cho Tổ quốc và thành phố Đà Nẵng.